ngoài rời, em còn ở đây góc tôi, lặng lẽ em những khi năm vừa qua. Để em tròn vòng tay anh, đêm khuya qua nhà anh có hay? Ta chia tay trong tiếng nuối, vì ai hôm nay cũng có lỗi riêng. Con đường em rời đi đã không có ai, anh hay có quyền. Em ơi, mình cho tâm sự. Rất ngọt ngào, cũng nhận được rất nhiều những tình cảm yêu mến từ phía khán giả và các thí sinh khác. Và bây giờ, điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ cùng xem là ban giám khảo sẽ nhận xét như thế nào với tiếng hát của Như Quỳnh qua các khúc được mang tên Đừng Ngoảnh Lại. Xin mời. Xin chào Như Quỳnh. Một cô gái có một ngoại hình rất là đẹp, rất là cân đối và rất là sáng sân khấu như bạn, và thể hiện một ca khúc đầy chất tự sự và nỗi lòng của mình như là Đừng Ngoảnh Lại như vậy, thì làm cho tất cả những con tim ở dưới đây ngồi đây dường như đã bị xao xuyến bởi giọng hát cũng như là phần diễn của bạn. Mà cho giống như hỏi là tự nhiên hồi nãy hát xong rồi các bạn đi lên trên ghế, bạn ngồi xong bạn quay lại bạn le lưỡi kiểu dạng ngại ngùng chi vậy? Đang kiểu như mình đang rất là nhập tâm vô bài hát đúng không? Mình đang rất là tự tin ở trên sân khấu rồi, thì mình hãy giữ cái sự tự tin đó cho đến giây phút cuối cùng khi mà nhạc nó ngừng, rồi bạn hãy xả ra để mà lại trở lại là chính mình. Thì mọi người sẽ thấy được bạn tự tin như thế nào trên sân khấu. Còn vừa rồi thì có lẽ là do Nóng quá, nóng lè lưỡi ra. Cho Đông Nhi hỏi là bạn đã tham gia vào những cái chương trình ca hát lớn như thế này bao giờ chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên em tham gia. Lần đầu tiên tham gia.
lần đầu tiên tham gia mà bạn đã có một cái phần trình diễn rất là đầu tư, có thể thấy được là bạn luyện tập rất là kỹ lưỡng trong từng cái khuôn nhạc, là bạn đến chỗ nào là bạn ngồi xuống, chỗ nào bạn đứng đi, bạn đi qua trái và đi qua phải như thế nào. Tuy nhiên thì cho Đông Nhi góp ý một chút xíu là bạn thật sự là mà nói là bạn có một chất giọng nội lực, giọng rất là khỏe. Nhưng mà không phải là mình cứ hát cho thật to để mình chứng minh giọng mình khỏe là hay, mà bạn phải sử dụng cái khỏe đó và một cách thật là hợp lý để mà những chỗ mình cần phô diễn, mình cần thể hiện cho mọi người thấy là chất giọng của mình có một cái điểm cộng, đó là giọng mình khỏe thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và bạn cần phải chú ý hơn về cái sự nhấn nhá ở trong từng cái câu hát để cho cái phần trình bày của mình nó truyền cảm hơn nữa. Xin chúc mừng bạn. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng Như Quỳnh đã hoàn thành xong phần thi của mình. Cảm ơn bạn.